Việc phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại SMS Banking của một số ngân hàng tăng gấp 5-7 lần, khiến nhiều người dùng đồng loạt hủy dịch vụ. Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Vietcombank gần đây đã phản ánh về việc bị ngân hàng trừ phí dịch vụ SMS Banking tháng 1 năm 2022, với số tiền cao hơn nhiều thay vì mức phí thông thường là 11.000 đồng một tháng, đã bao gồm VAT như trước đây. Thực tế, không chỉ khách hàng của Vietcombank mà nhiều khách hàng của ngân hàng khác như BIDV, Techcombank cũng ghi nhận tình huống tương tự. Trong đó, mức tiền phổ biến bị trừ là 33.000 đồng, 55.000 đồng và 77.000 đồng một tháng, thay vì 11.000 đồng như trước đó. Đây là chính sách thu phí mới đã được các ngân hàng thông báo từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, thông báo này được phát đi kèm với thông báo miễn toàn bộ phí giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử, nên nhiều khách hàng không để ý. Sau khi phản ánh về việc bị thu phí dịch vụ SMS Banking ở mức quá cao, hiện hàng loạt người dùng đang rủ nhau hủy dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng để tránh mức phí này.